với những tất cả những cảnh quay đó mình đã tốn bao nhiêu thời gian để mà hoàn thành xong MV này? Trong 2 ngày ạ. 2 ngày. Vâng. Có thể thấy là một cái MV mà được đầu tư rất là công phu với nhiều nhiều cảnh, mà nếu như các bạn nào đã xem rồi thì chúng ta sẽ thấy được sự có thể nói là sự phấn đấu và khổ luyện rất là nhiều của hai nhân vật nghèo ở đây ngày hôm nay. Và đây mọi người comment nè, Pha Lê Tuyết, Quân Hiếp ơi, kêu chủ tịch với anh Tính cho ra phần 2 luôn đi, mọi người ai cũng hóng cái kết có hậu. À đó, vậy thì giờ đúng rồi, khi mà kết thúc MV Còn Gì Đâu Chị Đã Từng thì dường như đó là một cái kết vở, khi mà nhân vật nữ cầm súng và chĩa vào anh chàng này nhưng mà không biết là có bắn hay không. Dạ. Đó là ý đồ để mình chúng ta làm tiếp phần 2 đúng Đúng ạ. không? Đó là một cái, thực ra phần 2 thì đến hiện thời điểm hiện tại em vẫn chưa dám khẳng định và chưa dám hứa trước với mọi người. Nhưng mà muốn để một cái kết mở một chút để cho, có nghĩa là ý đồ là khán giả hiểu thế nào thì hiểu. Đó, có người thì hiểu là cô gái sẽ bắn, người ta đặt vào địa vị của người ta ở trong cái nhân vật ở trong MV thì có thể họ nói là cô gái sẽ bắn bởi vì phải trả thù cho cha mình. Còn có những người thì lại bảo vì có thể vì tình yêu nên là sẽ không bắn và chỉ là, có nghĩa là sẽ, từ đây sẽ không nhìn mặt nhau nữa thôi, kiểu đấy. Đó nên là sẽ, em nghĩ đấy là một cái ý đồ của ekip đó, để muốn là khán giả, có nghĩa là mỗi người một ý kiến riêng và mỗi người một cái cách hiểu riêng của mình. Và các bạn khán giả ơi, như các bạn đã biết thì mỗi chương trình của Báo Thanh Niên thì đều sẽ có một cái thử thách dành cho khách mời, chính là thử thách gọi điện thoại. Và ngày hôm nay thì Quân đã lựa chọn sẽ là gọi cho Yến Tattoo. Và bây giờ nhiệm vụ của các bạn đó là chúng ta hãy gợi ý những cái thử thách gì mà các bạn muốn Quân thực hiện trong cuộc điện thoại với Yến, thì một lát nữa Quân sẽ thực hiện các bạn nhé. Chúng ta hãy suy nghĩ chúng ta muốn Quân gọi và nói Yến điều gì thì hãy comment ngay vào livestream này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tiếp một vài comment của các bạn. Như bạn Nhung Nhung nè, các anh đã bỏ ra rất nhiều công sức hay và ý nghĩa lắm, thấm thía nè. Rồi bạn có một bạn hỏi là anh Nhã ơi, tại sao trong MV anh khuôn ngầu mà ngoài đời anh lại dễ thương như vậy? Đó. Bạn Sơn Sơn thì khen Quân đẹp trai, hát hay lại thông minh. Bạn Lộc hỏi thì mình gặp Quân ngoài New Phương Đông Đà Nẵng rồi, đẹp trai mà cười thì không thấy mặt trời. Thank you mọi người.